Hãy chào tất cả các bạn ha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh Di Ánh ha. Thì hôm nay em chọn được một mớ cưa của Makita sách Doma ha. Dòng cưa chuẩn của Đức ha. Thì quay chia sẻ đến anh em. Và đặc biệt cái lô này thì em bán giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Giá nói chung là cái lô này thì đầu tiên em giới thiệu sơ ha anh em, là không lam xích ha. Không lam xích tại nó về nó thiếu anh em ơi ha. Rồi em chọn ra là một chục con, đúng một chục con không lam xích, thì dành cho anh em nào mà ở nhà mình đã có lam xích rồi, hoặc là máy của mình hư mình bỏ lam xích mình vô, xích nó xích 16 ha, lam thì khoảng 4 tấc đổ lại ha, lam xích nó đi xích 16 là anh em chơi được hết 16 19 91 gì đó. Nói chung xích tầm trung đây nè, máy xích nè thì gì, xích 91 nha anh em đó, có số nè 91 rồi. Anh em gắn xích 91 là xài ok, lam khoảng 4 tấc đâu lại đó, có mấy cây đó, tại bây giờ nguyên lô mà có 1-2 cây em tháo ra hết luôn, còn anh em nào cần thì tính sau nha. Đa phần là không lam xích, một chục con. Và anh em nào mà thợ muốn mua cái này ok luôn, không cần thợ, nói mua về bán lại á, như về mình gắn lam xích vô mình bán lại cũng ok luôn ha, giá cực kỳ tình thương luôn ha. Giá em bán lẻ cho anh em 1.3 triệu một con, chạy ngon lành hết, đầy được full chức năng. Còn anh em nào mà mua thợ về bán thì alo em làm hết nguyên lô này, giá sẽ tình thương nữa ha. Thì mấy con này là của như ví dụ như con này là sách Doma nha anh em, sách Doma thì anh em biết rồi, dòng thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Đức ha. Anh em nào mà nhìn mấy anh mà trên YouTube anh cắt cây bự toàn là chơi sách Doma không ha. Đó. Rồi, như con này nổ ngon lành hết cho anh em ha, giá 1.3 triệu. Rồi test đi. Và chuyển khoản 100% bao ship luôn. Chơi cho khô máu luôn đó. Anh thấy chạy. Xịt xịt sướng không? Về độ green em bao anh em là độ green 100% ha, không có một miếng đồ Trung Quốc, China nào vô hết. Anh em biết em, nhưng mà tụi em chơi hàng bãi rồi. Ví dụ như một con nào hư thì em cũng sàng đồ Nhật qua, làm những con mà hư lấy phụ tùng thì cũng sàng qua đó, chứ không có là lấy hàng đồ Trung Quốc bỏ vô, tại nó không có bán ha, không có vừa. Đó, sàng đồ qua nên hàng là hàng chất lượng hết. Ví dụ như con này Makita DE440 ha. Đó, Makita giặt ma này nè, anh em thấy không? Giặt ma này liền, giặt ra luôn đó, bồ sáng giới ha. Có đồ cây xương cá để ấy gỗ luôn, sắn vô gỗ luôn. Anh em nghe không? Hơi hám rất là khỏe luôn. Rất là ok luôn anh em ơi. Nha, thì đây anh em thấy nè. Đó. Công tắc đây, le đây ha. Rất là đẹp. Có dít thông tháo thử một hai cái nòng ra cho anh em xem, ủa cái bình xăng con cho anh em xem nè. Rất là xịn sò luôn. Hàng xịn nha anh em. Để em tháo thử bình xăng con cho anh em xem, bình xăng con nó nhìn đỏ lắm. Ha, tháo thử một hai con thôi, hồi tháo nữa, anh muốn tháo con nào tháo con đó à. Hàng đẹp. Thì 1.5 triệu con, anh em lấy con nào lấy nha. Chung là đó, anh em thấy nè, thấy không? Trong nó làm xịn sò kìa không? Lược nè, đó, bình xăng nè. Sáng giới luôn ha, đó. Anh thấy không? Rất là đẹp luôn. Makita. Đó. Mà thực tế thằng Makita nó mua của thằng sách Doma anh em ơi, nó mua cái dạng như nó mua cái công nghệ để nó chế tạo cái, hoặc là thằng Makita, thằng sách Doma nó gia công cho thằng Makita luôn anh em ha. Đó, rất là đẹp xịn sò luôn. Rồi con số 2, con số 3 đây. Đó, test thử đi, giật chạy hết từng con cho anh em nghe. Nghe chạy sướng không? Sướng lỗ tai ha nè. Nè. 400. Nè.
rất là ok luôn. Cái thân nó là bằng gan nha anh em, thân nó bằng gan, bằng hợp kim gan nhôm đúc gì đó ha. Còn cái ốp ở ngoài đồ này mới kia bằng nhựa thôi, mà nhựa nó làm rất là chắc chắn anh em. Nhựa nè anh em thấy nè, rất là chắc chắn luôn, chứ không phải như là hàng tào lao nha. Nó nhựa nó làm rất là chắc chắn luôn. Rồi tiếp theo, cái lô này em một chục con lận, anh em nào mà thợ lái mà muốn mua về ha, alo em luôn, về là chỉ việc bỏ làm xích vô là bán thôi. Rồi anh em thợ tranh thủ ha, nếu mà coi được video này ưng thì alo em liền, để giá thợ cực kỳ mềm luôn. Con này như mới luôn anh em ơi. Đây. Con này nhựa như mới luôn nè, bô như chưa xài luôn nè. Nè, giờ nè ở dưới đây anh thấy nó không mòn luôn nè anh em ấy. Thường ví dụ nó dục ở đây mà xài nhiều thì đây nó sẽ mòn ha, còn con này thôi, láng cón luôn ha. Trong đen mông luôn. Đó, anh em thấy không? Ok, ngon lành hết. Rồi. 2, 4, 5 con rồi, còn tới 5 con đỏ ở trên anh em. Em bán em sẽ bốc đại ha, anh em không yêu cầu bốc đại. Nói chung là hàng bao ngon hết, chạy ngon lành hết. Về anh em chỉ đưa xích 91 vô. Làm thì tùy anh em, muốn 5, 4 tấc, 5, 3 tấc gì đó. Nghe nẹt sướng không? Rồi ấy nữa đi, đưa ta cái con đó ta tháo ra bên trong cho anh em xem chơi coi. Dạ cứng quá ha. Con nào nấy là sáng giới đẹp long lanh hết nha anh em, giá cũng cực kỳ tình thương luôn. 1,5 triệu con này thì mấy anh em giá thì tầm 2 triệu mấy, không đâu có rẻ hơn đó. Mình thấy sáng giới hết ha, đồ zin hết mà đó, bình xăng con nè, sạch sẽ sáng bóng, hàng Đức làm chắc chắn đó anh em ơi. Anh em thấy nè, cây nè, không tắt đây rồi, tắt lại đi. Thì mấy con này thì nó làm ra là chỉnh gá, chỉnh gió, chỉnh hơi gì đó, chỉnh tốc độ là nằm ra ngoài hết nha anh em. À, anh em thấy nè, ga gió tốc độ rồi đó, chỉnh gan ti đồ ngoài hết đó, đút cái vít dẹp vô là dứt thôi, chỉnh thôi. Nha, con nào nấy nổ ngon lành nhẹ nhàng hết em ơi, thấy không? Đặt ma này chạy quá là sướng luôn, giá cũng rất là mềm nữa. Về anh em gắn cây lam tầm 3 lam với xích tầm 300 ngàn nữa là anh em chơi thôi. Tính ra con máy có 1,8 triệu bạc. Quá bèo ha. Anh em thấy con nào nấy là máy trong là sáng giới luôn. Rồi tắt đi ha. Cái lá tản nhiệt của hàng Đức nó làm rất là dày so với hàng Nhật nha anh em. À, anh em thấy là mấy cái nó làm rất là dày dặn kịch cộm luôn anh em. Nè mấy cái lá này thôi anh em thấy dày mo luôn. Của mấy Nhật thì mỏng tăng à, mỏng hơn này nữa ha. Đó. Còn cái nào nó không đó, test 2-3 cây bên kia, còn 2 cây như chưa dậy gì đó. Đó. Đã không, con nào nấy sáng giới chồng hết nha nè em, dọn ok ngon lành cành đào hết nè. Anh em ấy le vô giật nha, còn mở le lên giật chạy nha. Đó. 10 con chạy ok hết. Rồi thôi, có chìa khóa mở con nào ra con đó. Để mở thử con nào ốc nhẹ nhẹ mở con. À đây, mở ra cho anh em coi bên trong.
coi chén bên trong chứ không gì. Đó, anh em thấy nè, sáng giới nè, nè nhớt làm ra nè, thấy không? Ừ. Bên trong nè sạch sẽ đẹp đẽ ha, bằng nhôm bên trong nha anh em. Đó, thì đó thì em về thì hôm qua em về em lô thì nay em soạn ra chục con này để em lên cho anh em, thì anh em thợ thì ưng thì alo em giá tình thương cho thợ, còn giá bán lẻ 1.3 một con nào chuyển khoản 100% em bao ship. Lưu ý giá chưa bao gồm lam và xích, anh em về tự nếu mà nhà rồi có xài mấy cái máy tầm trung này mà hư máy mua mấy con này về gáp vô là dứt thôi. Xích 91 ha, lam thì tầm 4 tấc đổ lại anh em là dứt được hết ha. Đây miếng gạch này là 4 tấc anh em thấy nè, để đó lam là khoảng 4 tấc là dứt được hết ha. Đó, mấy cái xích này thì có mấy cái ha, anh em để riêng. Rồi anh em nào ưng thì alo em, thì ngoài cái dòng đó thì em cũng về được cái lô này, còn hàng ngái cũng bự bự không thì này em sẽ vệ sinh sạch sẽ lên cho anh em, ví dụ giới thiệu sơ sơ cho anh em trước mấy con nhìn nghía chơi. Zenot Komatsu 388, ủa 3800, hàng USA anh em, đẹp cực kỳ. Uvana 137 đó, này dòng Ryobi, dòng này G360, này 352 Shidowa, con kia là 42 luôn kìa ha, con này 42 luôn, 42.1cc luôn, con này cũng lớn nè. Rồi kia là Echo 35 đó, dòng này lô này mới về chưa nên chắc vệ sinh sạch sẽ sẽ cho lên thớt luôn, quay video cho anh em ha. Đó, chủ yếu hôm nay show cái lô này cho anh em trước mở màn.